hết chưa? Cho xong rồi. Để ngang xuống. Thôi lần nữa là có bắn. Đấy, gạch 50 này. Đẹp mà. Mến chào cô ba anh chị và tất cả mọi người. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Hôm nay thì công việc của nhà báo tiếp tục được thực hiện rồi. Đầu tiên là làm mái. Cái thứ hai thì là cát vào, tiếp tục là xi măng vào. Hôm nay thì là nhân tiện chuyến anh em lấy thêm gạch hoa để cho tới này anh em ốp nền. Chào anh Tuyến nhá. Chào em báo nhá. Xin chào Sinh nhá. Chào anh nhá. Một mình thôi anh. Công nó vừa đi ra ngoài. À. Công giờ đợt này không có thợ rồi. Mở bên nào đây anh Tuyến? Mở. Xếp luôn vào cái này á, bên kia, bên trong kia. Gạch thì anh báo chắc cho vào trong nhà luôn á. Xếp cho một đống ở đây rồi mà. Hay xếp một đống ở ngoài này. Che vào. Đây cát là đã vào rồi. Đây rồi. Lấy trước 4 khối. Thừa thiếu thì là lấy tiếp, bởi vì cái xe này đi vào đây kịch cũng chỉ được 4 khối xe thôi. Nặng đấy nhá, gạch này nặng ấy. 30 cân một hộp này à? 28 cân. Dựng lên, dựng lên. Dựa vào. Không, chưa bỏ được cái này anh, sợ nó... À, lấy mấy hộp bên ngoài. Cái này nãy anh hộ em đếm không anh Tuyên? 40 hộp thôi à? Là được 60 mét. Trước 60 mét thử thiếu mình lại. Đợt này thì áp áo lấy sang cái màu trắng sữa mọi người. Thay đổi mỗi nhà thay đổi một chút. Bụi quá nha. Đeo cái khẩu trang vào. Sáng nay mất điện à? Cái gì đấy? Lấy mấy hộp ở ngoài ra đường mà anh pháo để bỏ cái này ra đó. Em nghỉ về à? Ăn cơm xong lại về à? Vâng. Về lâu chưa? Vẫn vẻn lâu rồi. Ít. Được con dao. Bỏ em, xem nào em kỳ thì vào cơn hả? Bọn em à, 12 giờ mới về đến nhà.
lấy bị tảo. Đợt này lấy màu này có được không? Tốt lắm. Tốt lắm à? Ô, từ từ bé. Từ từ nhá, cái hộp này ấy rồi, vỡ rồi. Ui dồi. May vợ anh còn ở đây nhé. Vâng, vâng. Không hai anh em mình không. Vâng. Hôm nay quên bảo anh là gạch vào luôn. Bỏ như thế, em bỏ như thế thì lại gọi thêm một hai người về. Ừ, em quên. Em nhiều việc quá, anh lái xe không nhờ anh lấy xi măng nhưng mà xe còn xe còn trống, mà cước xe thì vẫn vậy nên là nhờ anh là chở gạch vào cho mình trước. Anh Công thì hiện đang quay trở ra ngoài để lấy thêm đồ các bác ạ. Sáng anh đã vào làm, muốn cố cho xong nhưng mà mất điện đúng không? Nghe nói là mất điện. Không mất điện giờ sắp xong nha. Đó là không mất điện thì bây giờ vẫn không ở đấy. 1 giờ 8 phút thì mới có mà. 1 giờ 8 phút mới có. Vâng. Hôm nay tiếp cái gì anh Công? Hả? Hôm nay nấu gì tiếp anh Công, ăn chưa? Có ăn chưa không? Anh Công có lại ăn không? À, cải mông à. Mình anh chỉ ăn rau cải đấy thôi. À. Một đôi gà. Mông báo nó cứ đi bắt gà về. À, thích đi bắt gà về. Thế thì phải làm thêm mai nữa anh ạ. Cố để mai làm. Cố để mai làm xong nữa. Mai thì còn gà không? Mai về. Cố vẫn còn. Cố ngày mai đến tối thôi phải đi kia. Đã thế thì cho chậm hẳn luôn thì chết anh Pháo, gà đi hết. Gà thì mình nuốt được mà. Là... nhưng mà mình thì nó không được. Mình thì nó không được à? Thứ thật thì là không ai yêu cầu đâu, nhưng mà gia đình nhiệt tình, gia đình nấu cơm bố trí cho anh em thì cái đó là cái rất là quý. Cái này tí nữa chắc anh phải gọi thêm một hai anh về hộ xếp lên á, xi măng ấy, cho ra đây. Vâng. Hộ kê lên. Hai vợ chồng làm. Hai vợ chồng. Ý là tiến đủ sắp vào tường. Hả? Đổ sắp ở đây luôn. Vâng. Vâng. Đúng rồi. Ở đông thế thì đổ ngay cửa luôn. Ừ. Đá công nhận là được ít nhỉ. Đá học ấy. Một xe được mấy cục, sợ thật. Nó không cô đặc được xe. Bột đá thì 4 khối khác hẳn với lại 4 khối đá. Lấy một khối thì lấy mấy cục. Ờ, một khối đá. Một khối đá thì lấy mấy cục đó. Sợ thật đấy nhỉ. Một khối đá thì có 2-3 cục, có một cục to thì 2-3 cục. Nếu mà một khối đá thì thả lấy xe máy đi khác đi đập nhỉ. Bây giờ đầy đá mà. Ra nương của bà con mà xin đập lấy một khối thì có mà. Bà con cho đập thoải mái. Yeah.
cho hắn đặt lên trên. Hết chưa? Cho xong rồi. Để ngang xuống. Thôi lần nữa là có bắn. Gạch đấy, gạch 50 này. Đẹp mà. Cái gạch 40 người ta ít rồi. 50 này lát lên nó mới đẹp. Dạ, các bác cũng tư vấn là làm nhà từ thiện lấy gạch 40 làm cho nó rẻ, nhưng mà trường hợp nào tiền nó quá ít thôi. Có những loại gạch 40 cũng vẫn đẹp. Có là thợ làm ấy vẫn thích loại gạch to hơn, nhanh hơn. Gạch 40 thì lại yêu cầu là làm kỹ hơn, làm nhiều việc hơn. Được, anh hỏi em đổ xi đi. Tay tay nhá. Một phát lên luôn. Cái này sợ, sợ kẹp tay nhỉ. Kẹp là đi luôn đấy. Đây, có nước rửa tay luôn, cho xin ít luôn. Nước vui. Ok anh. Bỏ cái dây điện đi. Được rồi, anh. Thôi. Bụi quá, anh báo tránh nha. Rồi, thiếu bao nhiêu sau này lấy tiếp. Xi măng này mắc 40 đấy. Thứ thật là anh em thợ bây giờ dùng mắc 30, mắc 40 trộn như nhau hết. Vẫn đắt hơn đấy. Cái này đắt hơn mà. Đúng rồi. Nói. Không, nếu mà dùng mắc 40 ấy, thì thường thường mọi người là trộn với lại tỷ lệ trộn nó thấp hơn. Ý là trộn lấy ít hơn, hiểu không? Đây là các anh làm toàn mác 30, 40 là cứ dùng như nhau thì gần như nếu mà để xây dựng không ấy, thì không hay lấy mác 30 với anh em làm quen tay rồi. sẽ có những thước phim trên cao cho các bác về nhà của A Páo. Xem là màu tôn lên đây chưa? Tôn ở đâu, để đâu? Tôn đấy. Tôn đó, tôn để ở đằng sau nhà. May thế, đến cái lúc mà xe vật liệu đến hỗ trợ anh Báo được một tí. À đây rồi mọi người. Tôn màu xanh. Sau bao nhiêu ngày mong mỏi chờ đợi cái lịch trình làm mái, thì sáng hôm nay anh Công đã. Đây hình như không thấy có hại. Anh Công nữa là hai anh à? Vâng. Hai anh tự làm. Vâng. Thế hai anh thôi. Bây giờ là anh thợ, anh Công là chắc là chưa tìm được thợ. Anh Báo có thích đi làm cơ khí không? Cơ khí. À. Thích làm, đi làm sắt này không? Vẫn, nhưng mà chỗ làm lần nào thì vẫn không biết được. Thì đi học từ đâu? Hả? Đi học, học làm. Sau này về mở xưởng cơ khí ở đây.
Sợ nó không biết không? Sao không biết? Lúa em nó còn sắp được thành thợ cơ khí nhưng mà tại không chịu khó. À. Thấy báo thích không? Thích để vẫn... em xin anh công. Vẫn không biết thì đi theo em ý đó. Tóm lại là không thích làm sắt cái gì, thích làm xây ơn gì. Vâng. Thì sau này biết đâu là sân bãi rộng thế này, sau này xã hội phát triển, nhà nào cũng xây, cũng làm nên cơ đúng khí rồi, đúng rồi đấy. Anh tự mở xưởng ở đây, quanh khu vực đây anh thầu hết. Được không? Ý tưởng là như thế. Nhưng mà mình đi làm vẫn... thợ sắt, làm mái. Chứ mình vẫn không biết thì làm thì vẫn khổ. Chữ cần gì biết chữ đâu. Nhưng mà mình phải biết thì mới, đấy nào thì mới biết đánh chứ. Khó nhỉ. Ừ. Số thì biết đúng không? Đúng, nhưng mà mình không biết thì làm... Nó bỏ là bao nhiêu thì mình phải vẫn lên, khó tính. Phải lên nói về tương lai, còn trước mắt thì phải lên làm, đi làm thợ. Đúng rồi. Đi làm thợ thì ăn lương tháng theo anh công đã. Đúng rồi. Chứ em nghĩ sau này bà con sẽ... Pro là sẽ không dùng nữa đâu. Sẽ là... tôn xốp hóa hết. Đấy. Đúng rồi. Người thường mà bê tông hóa rồi là tất cả mọi thứ hóa thì sau này xóm ở xóm thì em nghĩ rằng là cũng tôn xốp hóa hết thôi. Thật mà. Đúng rồi. Tôn xốp thì mới mấy năm trở lại đây là thịnh hành thôi chứ ngày xưa là người ta cũng dùng cái loại tôn thường rất là mỏng. Đúng rồi. Nắng thì rất là nóng. Đúng rồi. Mưa thì kêu rất là to nhưng mà từ cái thế hệ tôn xốp này ra đời gần như là bây giờ tất cả mọi nhà đã liên quan đến tôn này để làm tôn xốp hết. Đúng rồi. Bây giờ làm nhà mới thì thằng nào vẫn không dùng polo đâu. Vẫn thích dùng cái này hơn. Ừ, thích dùng cái này hơn. Trừ khi là ở xóm xa quá thì không làm được nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Nói thì nói thế thôi nhưng mà có kinh phí, có sức người, sức của thì mang được hết thôi. Như ngày trước nhà Phứ 205, làm gì có ai mà mang tôn xốp được vào đâu. Đúng rồi. Cuối cùng là bà con về đông là cùng nhau mỗi người 2 người 1 tấm, 2 người 1 tấm mang đi bộ vào. Đúng rồi. Nhưng mà thành được tôn xốp đấy. Nhưng mà phải có tiền. Thế đây thì có tiền, bà con về hộ không thì hộ không, phải có tiền mua thức ăn. Đúng mua rồi. Nước nôi. Đúng rồi, thức ăn lại có tiền mua tôn xốp nữa. Màu này được không? Được. Lúc đấy vẫn bảo là màu xanh, đây chả vòng xanh màu gì nữa. Đây, chính xác màu xanh chưa? Chính xác màu rồi. Xanh này được chưa? Được. Thôi các cháu màu đỏ rồi chú màu xanh nhá, điểm nhấn tí. Đúng rồi. Ông trẻ chứ mà chú. Chào các bác tí đi à? Quên chưa chào nãy vội bốc vác quá. À, báo xin chào các bác, các con, tất cả mọi người. Xin chúc các bác, các con, tất cả mọi người luôn luôn mạnh khỏe. Xin cảm ơn các bác, các con, tất cả mọi người rất là nhiều. Cảm ơn. Phấn khởi chưa? Bây giờ hôm nay xong mái là tối nay thích giải chiếu để ngủ thoải mái. Được. Có mỗi xi măng phải trông thôi mà. Đúng rồi. À, anh công chưa làm cái xà bên kia nhỉ? Bên kia thì gần để cái đửa đấy. Để đoạn à, cái đoạn anh đang hàn kia. Đúng rồi. Ở đấy đi vọc chỗ đấy hả? Rồi. Nhưng mà lúc đấy anh không chẳng biết anh không có đi. Có kèo bên dưới không? Hay có. Hàn không thôi. Có đấy. Chắc phải có một cái kèo ở dưới lên. Có. Tam giác lại chứ. Đúng rồi. Con này mổ một con gà. Mổ một đôi đấy. Một đôi. Ừ. Ui giờ để cho cái con gà nào không? Mình vẫn ăn rồi nhưng mà vẫn dưới một hai con cho hai em nữa. Ô không. Em mới một hai cái con thôi. Còn Nguyên Sương á, rõ ràng bảo A Mì là hôm nay bảo anh Báo để cho mua hai cái đùi gà. Không, nhưng mà lúc nãy em Mì về không kỳ, em Mì về mùa thì vẫn đá. Chặt hết rồi. Đá. Vâng. Cho anh mấy viên đá ở trong nhà. Anh mình thường làm ở đâu? À, trên Tuyên. Thế giờ là vẫn làm hay là tự làm rồi? À. Tự làm ở nhà rồi. Công đội này không tuyển được thợ rồi. Đang bảo ông Báo thích thì đi làm thợ sắt. Lưu tâm lại những cái góp ý của các bác về cái mái
bếp của anh Báo thì các bác đánh giá là thấp. Cái chỗ này thì biết nói thế nào được chưa? Mọi thứ anh Báo làm là cũng được vượt đấy. Qua cái tầm quan sát hàng ngày của Khâm rồi. Đến là làm, đến là lên, đến là gạch lên, đến là xong việc rồi. Thứ thật thì là bây giờ có thấp thì đợi anh em làm mái xong đã, rồi nghiên cứu làm sao là bây giờ có nâng lên thì cũng không biết nâng lên bao nhiêu là hợp lý và nâng lên kiểu gì. Xong rồi bây giờ bất cập thì khó lắm. Anh Mỹ hôm nay thợ xuống mấy người? Hai người thôi chứ? Hai người. Thế thì con mấy anh em? Tất cả đó. Hôm nay 6 thôi mà. 6 anh em nè. Từ đó hai em vào nữa thì tá. Em mà định vào. Em vào không kỳ thì. À, báo thịt gà gọi cũng muốn vào lắm mà không vào được. Về muộn quá. Chắc là khoảng 11 rưỡi anh em phải ăn cơm rồi đúng không? Đúng rồi, 11 rưỡi là ăn cơm. Mưa mai ấy, em Mỹ thì mới đến. Thì lúc đấy em Mỹ đến rồi thì mình vẫn thấy hết rồi. Thì em Mỹ thì mới bảo như thế. Ồ thế thì mình vẫn thấy hết thì vẫn dưới không được. Gặp A Mỹ mà, A Mỹ rủ xuống mà. Nhưng mà quay xong nhà chơi xuống em lại có việc nữa. Xong về đến nhà nữa 12 giờ rồi. À, thế thì vẫn muộn rồi. Muộn. Đúng rồi. Thế này thì mai là các bác xem là sẽ có cái sự thay đổi mới rồi. Vừa rồi thì cũng có nhiều bác hỏi đấy, là sao chưa thấy làm nhà mái nhà anh Báo. Có lẽ là cũng có nhiều bác sốt ruột. Và có lẽ là cũng có một vài bác là xem chưa hết video của Khâm. Vì là chậm thì là cũng có lý do. Do là anh Công anh về quê Tuyên Quang ấy, khá là xa, về là còn việc gia đình nữa. Nên là Khâm cũng trên video Khâm cũng đã chia sẻ và mong có thông cảm rồi. Nhưng đến ngày hôm nay thì mọi thứ lại đâu vào đấy rồi. Xong mái ngày cát đã lên, xi măng thêm đã lên nhá, gạch hoa cũng đã lên. Vâng. Và mai thợ tiếp tục xuống chát nhà anh. Vâng. Em cũng chưa làm việc với thợ về cái việc bếp đâu. Thôi cứ làm xong nhà chính đã nhá. Vâng, vâng. Công việc của em là xong nhà chính đã, bây giờ em sẽ không ôm đồm sang cái bếp với công trình phụ. Vâng, vâng. Trước mắt là tạm thời là trách nhiệm của Khâm sẽ tạm gác lại bên bếp nhá. Khâm lịch trình ban đầu của em là làm xong cái nhà của anh đã. Vâng. Chát chít hết đã. Nhưng mà vâng. Thôi anh có bà con về hộ, anh nhanh nhẹn, anh trên tinh thần là cũng muốn làm cho xong để mà không em Khâm vướng bận quá nhiều thôi. Đấy. Thì bây giờ công việc thì em cũng trao đổi rõ ràng luôn là cái bếp cứ từ từ đã nhé. Vâng. Em chỉ cho anh em chát nhà chính, vâng. Ướp nền đã. Đấy. Rồi cái cô nhà mình hòm hòm thì sẽ tiếp tục là bảo anh em về cái phần bếp, phần công trình phụ. Vâng. Anh Công hôm nay lên đây thì đang gặp đi lấy thiết bị gì thiếu ấy. Đấy. Thì cái đầu tiên anh em nói chuyện là cái ngôi nhà này của em phát sinh hơn 1 mét. Đấy. Mái ấy. Đúng rồi. Cái ngôi nhà báo trước rồi là ngôi nhà này phát sinh hơn 1 mét đã. Đấy. Chiều ngay bên này, chiều ngang như này. Thì đợt này trong nhà áp báo vừa được là tốt. Thêm gạch nhá, vâng. Vừa được thêm rộng nhá. Vâng. Thế này là quá to rồi. Thế này là có tốt rồi. Vợ đang cào đục chỗ kia thêm à? Vâng. Có khả năng nếu mà có đục thì đục chỗ cái vợ anh đang góc bên này thêm một tí nữa. Không cần đục bên kia nữa đâu. Anh Báo. Không. Chứ đấy thì
mình cày thế nào dễ như thế nào thì lăn như thế. Nhưng mà chú nào cứ cấn thì vẫn kệ nó. Ừ, cái góc trồi trồi ra bên này này, bảo vợ đố có đục đục bên này thôi, bên kia không đục nữa, đục ra đường nhiều làm gì. Vâng. Sau này cái đường nó yếu như anh bảo nước nó chảy vào rồi. Chứ đấy thì... Đi, đi lấy sắt cho anh ấy đi. Mọi thứ nhà của anh Báo thì sẵn sàng để bước vào cái giai đoạn cuối rồi. Thường thường thì đến cái giai đoạn mà chát tường và ốp nền thì không cho là cái giai đoạn cuối. Cái giai đoạn mở đầu là cái việc đào móng, làm móng, giai đoạn đầu tiên. Cái giai đoạn có thể gọi là giai đoạn trung gian thì là cái việc là xây thô như này. Xây thô, rồi làm mái. Rồi và cái giai đoạn cuối là cái giai đoạn chát nhà và ốp nền. Thế này nhà anh Báo này, cái về cái việc gạch hoa thì chắc cũng chả sợ mưa gió gì đâu. Mai xong mái thì để ngoài này có được không? Được, mình lấy cái bàn túc túc về trên vào. Đợt này thì cũng là khai vị cho các bác xem một chút về cái màu nãy là mọi người chưa được thấy. Đây không chuyển sang cái màu trắng sữa này. Thật ra đã là gạch hoa thì cái loại nào mình cũng cảm thấy rằng là đẹp thôi, ít nhất là nó được sạch sẽ đó. Đợt này là quay trở lại cái màu này thì na ná cái màu lúa anh. Đấy, nhà màu lúa anh không nhầm là đậm hơn một xíu. Mong sao rằng là chát nhà ốp nền cho anh em thì mong sao gì anh em ở sạch thôi. Đúng rồi. Anh Báo ạ. Còn anh em mà không ở sạch thì ngay từ ban đầu chỉ đổ bê tông cho láng nền cho thôi. Đúng rồi. Mà đã ốp này thì phải biết rằng là các bác là với em là mong muốn cho gia đình ở sạch sẽ nhé. Vâng vâng. Hay thích ốp bê tông hơn. Ôi. Cái này chặt đắt hơn à. Ừ. Thường thích tráng nền bê tông hơn. Bởi vì em thấy rằng là bà con ở trên này mình là không thích bỏ dép. Ông nọ, ông em, anh Phứ đi hộ các anh nấu con cầy. Nền nhà mình rất sạch nhưng mà ông đi cái giày vào bấn hết cả nhà. Không về không phải bảo anh Báo, chốc nữa bảo anh ấy kia là lần sau vào bỏ giày ra. Như mọi người không hiểu ấy là mọi người cố tình ấy nhỉ. Thế nên nhà mình sạch như thế. Trước mắt thì lấy thêm 40 bao xi măng nhé. Cho chát nhà đó. Cái xi măng cũ kia còn đúng không? Còn 17 bao. 17 bao. Hôm nay là lấy thêm 40 bao xi măng. Thế thì là tất cả là 57. Ừ. 57 bao. Để anh em chát chít làm nền đó. Ở đây mình thì không lấy vật liệu không quá khó các bác. Hai vợ chồng làm một lúc là xong thôi nhỉ. Chỗ này gọi bà con về cũng lại phải nấu thêm cơm mệt lắm. Sao nhưng mà bây giờ mượn thì cho nó đi cắt cỏ, nó đi làm việc nó. Bây giờ là 4 giờ kém buổi chiều các bác. Kém buổi chiều. Hôm nay anh Công hiện tại vẫn chưa thấy về, không biết rằng là công việc hôm nay có xong được không. Có xong được hay không thì anh em đã bắt đầu làm rồi các bác nhé. Chắc chắn thì là ngày mai thôi là một cái diện mạo mới của ngôi nhà được anh em mình ghi hình lên rồi. Một lần nữa chân thành cảm ơn quý khán giả, các cô các bác đã dành thời gian theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.